Những ai muốn mua tai nghe AirPods để làm quà trong dịp Giáng sinh năm nay chắc chắn sẽ phải chuyển sang phương án khác. Bởi hiện tại, tai nghe không dây 159 đô la của Apple đã cháy hàng ở tất cả mọi điểm bán. Ngay cả khi mua qua trang web của Apple, bạn cũng không nhận được hàng trước Giáng sinh. Các khách hàng đặt AirPods vào ngày 18 tháng 12 sẽ nhận được hàng vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, một tuần sau mùa quà tặng cuối năm.